điểm tần số. Và tại vòng này thì hai cô gái của chúng ta sẽ được coi nhiều hơn ở bên trong chiếc điện thoại của ba chàng trai còn lại. Xin mời ba chiếc điện thoại, mỗi người có một cái phong cách khác nhau. Em muốn coi bạn nào trước để nhờ ban cố vấn chọn nè. Em coi bạn số 4 trước ạ. Số 4 trước, xin mời ban cố vấn ạ. Số 4 cho coi lịch của em đi. À trời ơi, nốt đầy luôn hả? Dạ, đây là lịch tập và lịch show của em ạ. Một ngày em tập bao nhiêu lâu? Dạ tùy chị, tùy. Ví dụ tập có show. Dạ nếu có show thì một show tập tầm 2 đến 4 tiếng. Cho chị coi cái hình ảnh nào mà có đồ ăn của em coi. Tự nấu ăn luôn hả? Bởi vì người ta mới có câu là ăn như múa đó. Thời gian đầu ở Sài Gòn là em tự nấu ăn nè. Một chàng trai đảm đang nha, biết nấu ăn đó. Cái con gì hồng hồng đó. Dạ con gấu, mỗi khi em đi diễn tỉnh à. Có phải là món quà kỷ niệm của ai tặng không? Dạ không, này là do chính tay em mua. Đó. Em mua em đem theo em đi diễn hả? Dạ, tại vì mình mệt á anh. Em ra lại đi, em mới chụp bằng tay, ai có đeo nhẫn vậy? Dạ đó. Tay của em, nhẫn mẹ mua, không mang mẹ đánh. À nhẫn mẹ mua hả? Dạ. Ồ, diễn sân khấu cũng lớn ha. Cái tim của em á hả? Dạ đúng ạ. Mặc mấy cái đó hả chị hả em? Dạ đúng ạ, này show. Đẹp quá ha. Bạn say hai khắp nơi vậy bạn? Là do không có bạn gái cho nên em đem tay của em đi mọi nơi. À. Coi bạn số 3 đi. Cảm ơn bạn, và bây giờ mình xem hình ảnh bạn số 3 ha. Dạ. Hình ảnh điện ảnh dễ sợ. Tại vì phong cách của em nó hơi kiểu cổ điển á. Bạn nói bạn yêu biển và bạn chụp hình hồ biển rồi quá trời. Trời mây núi đó. Bạn rất là yêu phong cảnh. Ủa có cái hình gì nhỏ nhỏ phía trên em? Dạ hình lúc nhỏ của em. Mấy tuổi? Lúc này mấy cái tuổi? Này là lúc đó em mới có 9 tuổi à. Thích siêu nhân, năm anh em siêu nhân. Ủa bạn bị cận từ nhỏ hả? Dạ em cận từ hồi năm lớp 7. Bây giờ thì còn đeo kính không hay là mình đã chữa mắt rồi? Dạ thì em vẫn đeo kính, tại bởi vì công việc của em hay liên quan đến giáo án á, đâm ra dù có bắn mắt thì cũng nhiều khi cũng sợ bị cận lại. Báo thức đi em, 6 giờ. 6 giờ này là cái giờ mà bên em tan sở ra, bắt đầu em chuẩn bị về nhà đây. Rồi 10 giờ là chuẩn bị đi chơi. Đây là cái thời gian mà bắt đầu mẹ em hay ở nhà đợi cơm á, thì nếu mà em có trễ quá thì cái khung giờ này nhắc em để em gọi điện cho mẹ để mẹ bớt lo. Thấy thương không? Vậy là 10 giờ là hai mẹ con mới ăn cơm hả cưng? Dạ đúng rồi, tại bởi vì gia đình em thì ai cũng bận công việc hết nên chỉ có gặp nhau buổi tối là chính thôi. Gia đình em đông anh em không? Dạ em là con một. Rồi bố với mẹ đợi luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Cửa hàng của mẹ thì cũng dọn vào lúc cỡ 9 giờ rưỡi. Thì lúc này ba đi đón mẹ về thì lúc này cả gia đình mới quây quần ăn cơm chị. Mẹ bán gì em? Dạ mẹ em bán về đồ gỗ nội thất á chị, những cái tủ bàn ghế bằng phấn á. Cảm ơn em nha. Con trai mà vậy là chị chịu nè, làm gì làm về ăn bữa cơm nó quan trọng lắm em. Ba má em thấy em về cũng ăn được thêm nửa chén nữa, bị vui á. Số 1 đi. Giờ ngành nghề của em là đất đai đúng không? Dạ. Cho chị coi la bàn coi. Coi hướng coi. Hướng nào tốt nè. Hiện tại ổng đang ngồi đông nam. Cái la bàn này là cái la bàn cổ điển để coi hướng thôi, chứ không phải là cái la bàn phong thủy. Cho nên mình không biết được là hướng nào hợp với bạn hết á. Em có chơi bóng đá ngoài đời không? Dạ có anh. Em đá futsal hay đá sân lớn? Dạ em đá chỉ những bạn trong công ty thì đá giao hữu tập thể lực chứ không có đá chuyên nghiệp. Ba bạn có muốn hỏi ngược lại hai cô gái này gì không? Tím ơi. Thì em muốn hỏi hai cô gái là em thì có một cái phong cách là nó hơi cổ điển tí, là em hơi thích để tóc và có râu một chút. Thì không biết là hai cô gái có không thích những kiểu con trai như vậy không? Tại bởi vì rất là nhiều người bạn của em á, là phụ nữ là con gái á, thì kêu là khuyên em là không thích như vậy. Mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Cái phong cách của bạn em tôn trọng, bạn đừng lo. Còn em thì sao? Em cũng như vậy, vì em cũng rất là tôn trọng sở thích của người khác. Tại căn bản là em cũng muốn người khác tôn trọng sở thích của mình. Một ngày nào đó, vợ sanh con, sanh cái, tự nhiên quay qua nói anh ơi, giờ em nghĩ anh nên cắt tóc cạo râu đi để chăm con này đó ha. Thì ý em sao? Dạ, nếu như mà lúc đó mình đã là người đàn ông của gia đình rồi, chắc chắn là vì tình yêu thương thì mình sẽ chiến thắng cái sở thích của mình thôi. Xin mời bạn số 1. Dạ, cho em hỏi là hai bạn gái ngoại là có thích đi du lịch hay hát hò gì không? Du lịch hay hát hò gì không? Dạ em là có sở thích đi du lịch và cũng hát được. Cũng hát luôn. Còn Huyền? Em là cực kỳ thích đi du lịch. Và em thích hát thì em hát dở lắm nên thích nghe thôi. Dạ. Không biết được. Còn bạn số 4 cuối cùng, xin mời bạn. Để cho em hỏi là hai bạn nữ có thích một chút lãng mạn không ạ? Một chút thôi à? Một chút. Gái phải lãng mạn lắm à. Tại vì em đã lên một cái tiết mục gọi là cầu hôn. Trời ơi. Chuẩn bị sẵn bằng một tiết mục cầu hôn. Bằng chính điều nhảy của anh ấy. Nếu luôn mà cô gái đã đồng ý cưới là mình sẽ làm cái tiết mục này đúng không? Đã lên sẵn ý tưởng trong đầu rồi. Em có cái bài mà bị loại không em? Dạ cái có bài luôn. Mình đi kiếm trái tim mà, trái tim là do trái tim trả lời thôi. Lỡ mà tình yêu tần số chưa rung động tới, mình xả ra cái bài bị loại. Nhảy trong nước quá. Nhưng mà
mà nếu mà lãng mạn á thì lãng mạn của bạn theo kiểu là lãng mạn theo kiểu mà hơi sến một tí xíu hay là lãng mạn như thế nào? Cỡ nào em cũng có. Cỡ nào cũng có. Vậy thì hai bạn ở đây có thích không? Em thì lãng mạn nhưng mà ít thôi nha. Nhiều quá em không thích kiểu sến lắm. Thì bạn đó nói là một chút thôi. Còn em? Không biết là anh lãng mạn với một người hay anh lãng mạn với nhiều người đó mới là một câu hỏi ạ. Đúng rồi, tại vì căn bản là với em anh lãng mạn được thì với nhiều người khác anh cũng lãng mạn được, có đúng không anh? Căn bản là một cái tiết mục thì chỉ biểu diễn được một lần thôi. Bây giờ là rất khó khăn cho hai bạn đây, cho nên là chúng tôi đã mở ra cho các bạn thêm một gợi ý nữa. Xin mời. Đó ơi. Trời ơi, tôi hết hồn luôn. Nhìn thấy ba bức ảnh rồi, ba trái tim thì mình cảm nhận như thế nào? Thứ nhất là em hay để ý cái tay của người khác đó, như là tay của bạn rất là mướt, rất là mềm, nhìn có vẻ là rất là múa mà, dân múa mà, đúng rồi, là đúng là rất là thon. Số 3. Số 3. Trước da của bạn có vẻ là hơi ngâm hơn chút so với bạn này. Bạn có râu quai nón luôn. Đúng rồi, là bạn có đeo bông tai ở đây đúng không? Khuyên tai. Khuyên tai hay là một rùi vậy bạn cái đó? Khuyên tai. À, cái đó là mùng rùi đó bạn. Ôi dạ. Còn bạn số 1 nè. Số 1. Em thấy rất là dễ thương. Cái tay của bạn thực sự rất là múp, nhìn cút măng đúng không ạ? Mấy người người ta nói mấy cái người tai đầy đặn vậy, hậu vận tốt lắm á. Tay chị Giang đầy đặn không? Nắm đi anh. Nắm tay anh thật chặt. Tay chị Giang đẹp mà. Minh, em cảm nhận như thế nào khi thấy ba bức ảnh này? Em thấy cái bàn tay của bạn số 1 dễ thương quá, mập mập dễ thương. Có muốn nắm thử không? Có nắm thì nắm thiệt chứ em muốn thích thử. Bạn số 3 thì ấm áp á, còn bạn số 4 thì em thấy là chắc nhẹ nhàng, tình cảm. Sự gợi ý của ban tổ chức đã làm cho hai cô gái có thêm một cái sự quyết định chính xác hơn. Hãy dành ít phút để suy nghĩ nhé. Chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị khán giả nghỉ giải lao, chương trình Tần số tình yêu sắp quay trở lại sau mấy phút nữa. Trở lại với Tần số tình yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quyết định của hai bạn nữ ở đây. Hai bạn cảm thấy ấn tượng với chàng trai nào? Em sẽ chọn giữa là bạn số 3. Số 3. Chúc mừng bạn. Còn Minh thì sao? Bây giờ giữa hai chàng trai số 1 và số 4, ai cũng có một cái nét riêng hết. Em ấn tượng về giữa là số 4 mà. Biết ngay mà. Chúc mừng bạn số 4. Trước khi chúng ta gặp gỡ chàng trai đang ngồi ở số 1 thì xin mời hai cô gái chúng ta lên sân khấu để cảm nhận xem tất cả quý vị khán giả ở đây vỗ tay như thế nào cho những gương mặt thật của ba chàng trai còn lại ở đây. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy ảnh thật của ba chàng trai ngày hôm nay. Xin mời. Trai số 1 như thế nào ạ? Dễ thương. Số 3. Số 4. Cảm ơn ba bức ảnh ạ. Và xin mời tất ba bức ảnh, mời hai bạn trở về vị trí. Mình đã có sự quyết định rồi, nhưng mà hồi nãy lắng nghe cái tiếng vỗ tay của mọi người dưới này với ba bức hình thiệt ở trên kia thì cảm giác của em như thế nào? Đầu tiên Minh. Em hơi hồi hộp một xíu. Thấy mọi người hú dữ không? Dạ có. Đã không? Dạ. Đôi khi đó là hú vì xấu quá. Chứ không lạ phải là đẹp quá, đâu không, lạ lắm quá mà lạ quá. Lạ lắm mà nghe. Với em thì em đã nói từ đầu xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là em cảm nhận được cái tình cảm. Bắt tay coi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em... mạnh mẽ lên em nhé. Dạ. Còn bạn Huyền thì sao? Em thấy các bạn không nhớ tay gì hết, em quen quen. Đó. Nhưng không sao. Không sao đâu. Bạn một người hết được rồi, nhiều người hết mất. Đâu quả, đâu phải ai cũng cần cùng tần số như em đâu. Dạ. Yeah. Lạ lắm. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 1 để xem chàng trai này là ai và như thế nào nhé. Xin mời bạn. Hôm nó qua phương nở chỉ quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nếp sau anh sợ.
lần thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thành thùng che mất biết. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Rồi ngày cưới qua mau, anh gửi lời em lời chào, gửi lời em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lời cho em cầu tre lấp lẻo đôi bờ, nhưng cầu tre một thở mong chờ một đẹp mối tình thơ. Sắp chạm ngưỡng tuổi 30, thời điểm con người ta kiếm tìm bình yên để review lại thước phim của đời mình. Năm tháng đó, cảm ơn người vì đã đến, trở thành tình đầu và gửi gắm lại nơi tôi một nỗi buồn thật đẹp. Gặp được nhau là do ý trời, có thể ở cạnh nhau không lại xuất phát từ lòng người. Cánh cửa nơi tôi luôn để ngỏ, chờ ngày em bước vô. Trà thấy là em nhìn một cái là em kết liền. Dạ chào anh Quang Linh. Dạ. Dễ thương, giống anh Quang Linh. Hay. Và bây giờ thì mình hãy nói cho mọi người biết là cái cảm xúc đầu tiên khi mình bước ra sân khấu này, mình hát xong một bài hát dành tặng món quà cho hai cô gái cũng như là tất cả quý vị khán giả. Các anh chị là người em thần tượng yêu mến. Lần đầu tiên này em cũng đứng lên sân khấu lớn như vậy. Đó, em cũng hồi hộp từ ngày xưa, giờ em chưa lên sóng truyền hình lần nào. Thì em cũng chúc hai bạn nữ với hai bạn nam ở trong kia sẽ là hợp nhau và sẽ đi đến với nhau. Cảm ơn anh đã đến tham gia chương trình. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và sớm tìm được một nửa của mình. Sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.